Chào các bạn, hôm nay mình sẽ mang cây thông Mikawa này ra cắt tược mùa xuân. Xin cũng nói thêm chút đỉnh về cây thông này. Cây thông này được đào ở Lone Pine ở miền Bắc California khoảng 4 năm trước, và lúc đó là cây dựng đứng lên. Nên 3 năm trước thì cây được được vô chậu này dựng xuống làm dáng đổ và cắt hết, chỉ giữ hai nhánh. Và sau quá trình 2 năm tạo tàn thì bây giờ hiện thời là cây này nó nhìn như thế này. Thì đây là lần thứ hai cây này sẽ được cắt tược để tạo tàn, cho nên là tôi sẽ cùng các bạn đi qua quá trình cắt tược của cây này nha. Trước khi cắt tược thì cũng nêu ra vài điểm để các bạn nắm rõ. Thì các bạn thấy rằng từ đây ra tới đây là cái chồi của mùa hè năm vừa rồi, và từ đây ra tới đây là cái chồi mùa xuân của năm nay, và cái chồi từ đây tới đây là chuẩn bị ra chồi đợt 2 của năm nay, là chồi mùa hè. Thì khi tôi cắt tược, tôi sẽ nếu tôi quyết định cắt toàn phần là tôi cắt ở ngay ở vết vết nối từ cái tược mùa xuân năm nay và cái chồi của năm vừa rồi. Nếu như tôi cắt lưng chừng thì tôi có thể chọn cắt lưng chừng ở giữa cái tược mùa năm trước hoặc mùa năm nay. Thì đó là những cái điểm mà tôi nêu ra để các bạn hiểu. Thì ví dụ như đây là một cái chồi của năm trước, và đây là cái chồi năm nay, mùa xuân năm nay, và đang chuẩn bị nhú ra đợt 2 của chồi năm nay. Khi mà cắt tược á, thì tôi sẽ cắt từ dưới lên trên, và khi cắt á, thì tôi đưa mũi kéo vô. Đây là cái tược mùa xuân năm nay này, thấy không? Ở đầu nó đang ra cái tược mùa hè, và đây là cái chồi của năm vừa rồi. Thì tôi đưa mũi kéo vô, tôi cắt ở ngay vết nối như vậy đó, và tôi cắt cho nó thẳng đó. Thì vết cắt nó được đẹp như vậy, thì khi mà nó một chỗ mới nó ra thì nó sẽ ra đều hơn đó. Khi tôi cắt thì không cần biết chỗ lớn chỗ nhỏ, chỗ nào tôi cũng đưa mũi kéo vô tôi cắt hết đó. Thì tôi sẽ đưa mũi kéo vô tôi cắt. Sau khi cắt xong rồi thì tôi mới tỉa lá để cân bằng năng lượng. Thì các bạn thấy cái chồi này ở đây nè, thấy không, nó rất là yếu, nhưng mà không phải yếu nó không cắt, tôi cũng đưa một kéo tôi cắt hết, tôi không chừa một cái chồi nào hết đó. Sang đây cái chồi này cũng mạnh cũng vậy, tôi sẽ đưa mũi kéo vô. Thì các bạn để ý ở cái chồi này, các bạn thấy là nó mạnh đến độ mà nó ra 2 chồi, không thì không phải chúng ta cắt chồi lớn rồi giữ chồi nhỏ, chồi nào chúng ta cũng cắt hết trong một cái nhánh nó ra như vậy. Nó có 2 chồi thì chúng ta hãy loại bỏ hết tất cả, cắt chồi nhỏ sau đó cắt chồi lớn.
Và các bạn thấy ở trong phía này những cái chỗ đất là yếu, tôi cũng được kéo vô tôi cắt luôn, tôi không chừa một cái chỗ nào. Và tôi cắt cho bằng hết. Điều lưu ý là các bạn thấy đây là một cái chồi mà năm vừa rồi tôi cắt lưng chừng thì nó đâm ra một cái chồi kim nằm ở đây. Nếu bây giờ tôi không cắt cái chồi kim này thì cái chồi kim này nó sẽ quá dài đúng không? Nhưng mà nếu tôi cắt đi thì có bảo đảm được rằng nó sẽ ra một chồi khác không? Thì cái cách an toàn nhất á là tôi sẽ cắt ở trên này chừa lại một hai ba lá của nó thì để cho nó nếu nó mọc được chỗ bất định nằm ở đây thì đó là điều tốt, mà nếu nó không mọc được chỗ bất định ở đây thì nó sẽ hãm lại cái năng lượng để nó phát chồi từ những lát lá này. Còn những cái chồi mà mình cắt nằm ngay cái vết cắt vết nối ấy, thì nó sẽ cho ra hai hoặc ba cái chồi bất định nằm ở đây nhé. Đó là sự khác biệt của chồi kim và chồi bất định. Và đây cũng vậy, đây là cái chồi tôi cắt ở ngay vết cắt đó. Thì bây giờ là cái tán ở cuối là tôi đã cắt xong, bây giờ tôi chuyển lên phần trên. Và đây là cái chồi của mùa hè năm vừa rồi, và đây chồi mùa thu mùa xuân năm nay, và đây là chồi của mùa hè năm nay. Thì tôi sẽ đưa vết kéo vào đây, tôi cắt ngay ở cái vết nối như vậy. Thì ở những cái vết nối như vậy nó sẽ cho ra tôi ra hai hoặc ba chồi bất định nhé. Và đây cũng vậy, tôi cắt hết, tôi đưa kéo rồi tôi cắt, chỉ chừa lại vài millimeter ở đây thôi chứ không phải chừa dài quá. Và đây các bạn thấy cái chồi này cũng khá mạnh nè. Nếu các bạn cắt cái chồi lớn này, nó còn hai cái chồi nhỏ này mà không cắt thì nó sẽ dồn năng lượng nuôi hai cái chồi này, cho nên chúng ta đưa kéo vào cắt luôn, không chừa chồi nào hết, xong rồi cắt lại cho nó đẹp thì ở đây nó sẽ ra đều đều hai ba chồi bất định nha. Đúng rồi. Đó. Để xoay vào đây. Cắt những cái chồi này. Ở đây là những cái chồi mà tôi cắt lưng chừng, cắt lưng chừng năm vừa rồi cho nên nó ra chồi kim nha. Mà nếu để chồi kim thì dài quá cho nên tôi sẽ cắt ngắn nó lại, cắt lưng chừng ngắn nó lại, không cho nó, chỉ chừa lại vài lá thôi. Còn trong đây là nó chồi nối tiếp. Và đây là chồi nối tiếp. Và đây cũng là chồi nối tiếp. Sang tới bên này thì cũng cắt luôn và không bỏ một cái chồi nào hết. Nhớ là cái chồi này còn sót lại thì nó sẽ dồn năng lượng nuôi cái chồi đó, nó sẽ không bung nhiều chồi cho mình.
Đây là một cái chồi khá mạnh nè, các bạn thấy là nó có 1, 2, 3 và 4 chồi, cho nên chúng ta cắt hết, không chừa chồi nào hết nhé. Rồi chúng ta cắt ngay ở vết nối như vậy. Đó, chồi này khá yếu và chồi này cũng vậy nó nhé, cắt luôn. Đây nó có một cái chồi nhỏ đang mọc ra, cắt luôn, không để chồi nào hết. Chồi này khá mạnh nè. Đó, cắt cái chồi lớn rồi cắt luôn cái chồi nhỏ, xẻ lại cho nó bằng. Rồi sang bên này, sang bên này chúng ta cắt sang cái chồi bên này, đưa một kéo vừa cắt. Trong đây có một cái nhánh này hơi yếu, chúng ta cắt luôn. Đó, bây giờ cái phần ở dưới đã cắt xong, chúng ta bắt đầu đi lên cắt ở phần trên. Ở đây là một cái nhánh năm vừa rồi nó mọc từ trong thân ra, tôi cắt lưng chừng nó lại thì nó mọc ra 1, 2, 3, 4, không? Cho nên cái chồi những cái này cắt ở đây thì sẽ không bảo đảm được nó sẽ mọc chồi mới ở vết cắt. Cho nên vào trường hợp này thì tôi sẽ cắt chúng lưng chừng nhé. Tôi cắt lưng chừng, tôi chừa lại vài lá để cho nó có khả năng bung chồi mới cho tôi. Nhưng mà ở trong đây nó có hai cái chồi nhỏ này, tôi phải loại bỏ nó và thì tôi chỉ giữ hai cái thôi. Có nghĩa là tôi không có cắt sát vào trong đây, tại vì tôi không có bảo đảm được là cái chỗ này nó sẽ bung chồi cho tôi, nhưng mà nó sẽ bảo đảm được là bung những cái chồi kim nó nằm ở trong những lát lá già trên này. À, tí nữa tôi sẽ quay lên trên này cho bạn thấy nó có một chồi kim đang mọc ra. Đây là một cái trường hợp khá đặc biệt nè, chồi này rất yếu, có nhiều người ta nghĩ rằng nó yếu quá, nó yếu quá nên cho họ đẻ lại. Nhưng mà như tôi nói đó, là tôi không có biết chồi lớn chồi nhỏ, tôi đều đưa vô tôi cắt. Tại nếu tôi không cắt nó thì nó sẽ dồn năng lượng của các chồi khác nuôi chồi này dậy ra thì nó sai mục đích của tôi. Tôi cắt để ở mỗi vết cắt nó bung cho tôi 2 hoặc 3 chồi, các bạn thấy không? Đó, chồi này khá mạnh nè, cho nên là nó có nhiều chồi ở đây, chúng tôi cắt hết, không chừa một cái chồi nào hết, cho nên là cắt hết, không lớn nhỏ thì cắt hết một lượt và cắt cho nó bằng lại. Đây cũng vậy, có một cái chồi nhỏ, đưa vô mũi kéo tôi cắt luôn, không có chừa nữa. Tôi xoay lại phía bên kia, cắt phía bên này. Đây là những cái chồi yếu, tôi đều cắt hết. Trong đây có cái chồi đó. Chồi này thấy không? Yếu nè, mới nhú ra nè. Bạn thấy không? Cắt luôn. Đây có một cái chồi nó mọc ra từ chồi kim nè. Đây là một cái chồi kim. Đây có một chồi kim nó đang mọc ra, là cắt luôn. Và sau đó sửa lại cho nó bằng cái vết cắt. Và các bạn thấy đây cái chồi này khá mạnh nè.
1, 2, 3. Chúng ta cắt chồi lớn. 4 chồi không? Cắt thêm cái chồi này. Cắt thêm cái chồi này. Không trừ một cái chồi nào hết. Và chúng ta sửa lại cái vết cắt. Đây có một cái chồi kim nó đang mọc ra này. Thấy cái lá nó không? Cắt luôn nha. Cho nên đó. Sau khi cắt tược thì cây đã nhìn như vậy. Và các bạn biết đây chỉ là mới cắt tược thôi. Tôi chưa có tỉa lá để quân bình năng lượng. Thì bây giờ tôi sẽ tỉa lá để quân bình cái năng lượng ở cái nhánh mạnh và nhánh yếu cho nó bằng nhau, để bảo đảm được cái đợt chồi nó mọc ra ở mỗi một cái vết cắt nó đều mọc bằng nhau, đều nhau. Và như vậy thì khi nó mọc ra tới mùa thu năm nay nó sẽ nhìn đẹp hơn. Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi có một vài cái số nơi nó yếu thì nó sẽ có những cái chồi nhỏ hơn, nhưng mà mình muốn cái đại đa số là nó đều hơn với nhau, để khi mình cuốn kẽm mình xếp tán thì không có cái nào cao hơn cái nào và cái nào thấp hơn cái nào. Đó thì các bạn biết là hồi xưa tôi hạ xuống tôi chỉ giữ một cái nhánh này và cái nhánh này, mấy nhánh này tôi cắt bỏ hết. Đây là cái lần thứ hai tôi tạo tàn. Lúc đó ở trên này nó không có cái nhánh nào hết, nó chỉ có một cái chồi. Cái này tôi bẻ xuống, cái này tôi nó mọc ra tôi bẻ xuống, và cái này nó cũng mới mọc ra tôi bẻ xuống rồi thao. Cho nên hy vọng chừng ba lần cắt nữa thì cái tàn của cây này nó sẽ đều hơn. Khi mà tôi tỉa lá để quân bình năng lượng á, thì nó có nhiều cách. Có người thì người ta dùng tay người ta nhổ. Khi mà nhổ thì các bạn thấy là nó còn giữ cái lụa lại. Hoặc là có người ta dùng kéo người ta cắt đó, hoặc có người dùng nhím. Nhưng mà tôi quen dùng tay rồi cho nên tôi nhổ bằng tay nó lẹ hơn. Và khi tôi tỉa thì cái chỗ nào nó mạnh quá tôi lấy vỡ lá đi, và tôi chừa lá ở cái phần những cái nhánh mà nó yếu hơn lại. Thì khi mà mình tỉa lá thì mình cũng cần giữ lại cho nó có một chút thẩm mỹ, cho nên những cái lá nào đâm ở dưới như vậy nó không có hấp thụ được ánh nắng được bao nhiêu, cho nên tại sao mình không luồn bỏ nó đi. Đó, mình nhổ bỏ nó đi để cho nó nhìn nó sạch sẽ hơn. Và các bạn thấy rằng đây nó có hai cái chồi, thì cái gu thẩm mỹ của tôi đó là từ trong này ra tới này khoảng 1/4 là tôi cho nó sạch hết, còn bên ngoài tôi, ở phía ngoài tôi sẽ giữ lại để sau này có cuốn kẽm á thì nó sẽ đẹp hơn. Chứ cái kẽm nó không đè lên, ví dụ như cái nhánh này sao không nhổ đi thì cái kẽm nó cuốn lên nó mất thẩm mỹ, cho nên là tôi sẽ nhổ vợi đi ở phía bên trong và phía bên dưới tôi nhổ vợi đi. Đó, người ta nói rằng là những cái nhánh nào mà nó mạnh thì mình chừa này 8 cho tới 10 cặp lá, còn những nhánh nào yếu thì mình ráng là chừa từ 10 đến 12. Tôi thì thật sự là tôi không có rảnh ngồi đó mà đếm bao nhiêu cặp lá hết. Tôi chỉ nhìn trên cái cặp mắt của tôi, cái nào nó tương đứng tương đồng là tôi ngừng thôi. Thì đó là cái kinh nghiệm. Còn các bạn chưa quen thì cũng lên đi lên đếm. Đó là cách tôi tỉa. Thì đại khái là
mình tỉa vỡ lá đi như vậy để mình quân bình năng lượng, cho nên tôi không có, cho nên đó là cái cách mà tôi cắt, là chồi lớn chồi nhỏ tôi đều cắt hết, tôi không chừa một cái chồi nào hết. Không giống như người ta cắt chia theo từng giai đoạn, là cái phần nào yếu thì người ta cắt trước 10 ngày, phần nào trung bình ta cắt sau 10 ngày, và cái phần mạnh nhất là cắt sau cùng, là ba đợt như vậy. Thì tôi hồi xưa có áp dụng cái phương pháp đó mà tôi thấy rằng không phải là không hiệu quả, nhưng mà tôi thấy nó quá 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 tốn thời gian. Tại vì phải canh canh lịch, rồi nhiều khi mình bận rộn, mấy thường thường là tháng hè bận rộn, ví dụ con cái đi đây đi đó, cho nên tôi cắt hết một lượt, cắt hết một lượt rồi bắt đầu tôi dùng dùng cắt là tỉa lá để quân bình nó lại, thì tôi thấy nó có hiệu quả, hiệu quả và hợp với cái hoàn cảnh của tôi hơn, cho nên từ đó trở đi tới giờ tôi đều dùng cái phương pháp này hết. Sau khi tỉa lá đi thì các bạn thấy không, những cái lá ở đầm dưới là tôi tỉa hết đi, nhìn cho nó gọn không, và những cái lời nó rộng rạ hơn tôi biết, nhưng mà chỗ đó tôi cần nó một chỗ kìm à, để cho nó đâm thiều nhắn ra. Thường thì sau khi cắt tôi sẽ cuốn kẽm, nhưng mà với cái này thì tôi phải gỡ kẽm, tại vì nó đã ăn vô rồi nè, thấy không, cho nên bây giờ tôi phải gỡ kẽm cho cái này. Rồi cho nên là khó gỡ. Các bạn bao giờ đừng có bao giờ mà nhấc như vậy nha, mà nó tét, nó tét luôn đường, thà rằng mình chỉ dí sâu về mình cắt nó, mình cắt nó thì nó sẽ không bị tét, thấy không các bạn, thấy không, chứ còn cái vậy lấy nó ra là nó sẽ tét. Cái này nó ăn kém rồi, này nó ăn kém vừa rồi. Kẽm mới có mấy tháng mà đã ăn vô rồi, là chứng tỏ là sự phát triển của cây quá sung đó. Và đây là cây sau khi được cắt tược ở mùa xuân, có chỗ tôi cắt toàn phần, có chỗ tôi cắt lưng chừng. Sau khi cắt tược xong thì tôi tỉa lá để quân bình năng lượng cho cây ở những cái chỗ mạnh và chỗ yếu cho nó cân bằng nhau. Sau đó rồi thì tôi gỡ bỏ kẽm, tại vì có những đoạn kẽm đã ăn vào với cành nhánh rồi, thì bây giờ cái việc kế tiếp là tôi lấy bỏ phân. Và cây sẽ được mang ra nắng để tưới nước, và cây cây không không có bón phân cho tới khi mùa xuân, thì khoảng chừng sau 2 tuần thì ở những vết cắt như vậy nó sẽ cho ra 2 hoặc 3 chồi nếu là cây mạnh, nhưng mà còn cây yếu thì chỉ có thể một chồi hoặc không chồi,
Cho nên chính vì như vậy, mục đích tôi bón phân vào mùa xuân là cũng là vì lý do để khi tôi cắt nó ra, nó sẽ cho ra nhiều chồi. Thì khi vào mùa, và những cái chồi đó nó sẽ phát triển trong 3 tháng trời, độ khoảng 100 ngày thì những cái chồi của mùa hè nó mọc ra, nó sẽ trưởng thành, thì tôi sẽ tiến hành tỉa nó. Nếu như cái chỗ nào có 3 hoặc 4 chồi, tôi chỉ giữ lại 2. Thì các bạn giống như năm vừa rồi, các bạn đây là một nhánh nè, các bạn thấy không? Thì nó có ra 3-4 chồi, tôi cắt đi thì chỉ giữ 2. Và bây giờ nếu nó ra 3-4 chồi sau cái đợt cắt này nữa, tôi cũng chỉ giữ 2, là 1 thành 2, 4 và 4 thành 4 thành 8 nha. Thì nó cứ nhân như vậy, rồi được thành 16. Thì cái chừng vài lần cắt thì cái cây nó sẽ phủ tàn. Ở những cái chỗ mà nó không có nhánh thì các bạn phải cầu mong nó back bud, hoặc là những cái, để những cái lá già như vậy thì nó phát ra những cái chồi chim cho mình. Đó, đây là cây thông Mikawa, được đào ở vườn Lawn Pine cách đây 4 năm. Lúc đào thì cây là đứng thẳng lên, và 3 năm trước đã trồng một cái chậu này dựng xuống để làm dáng đổ. Lúc đó chỉ có 2 nhánh, rồi sau 3 năm thì cây đã mọc ra đủ cái bộ sườn rồi. Thì bây giờ là lần cắt tược thứ hai của cái cây này. Tôi hy vọng rằng đó là chừng 4 lần cắt tược nữa thì cây này sẽ hoàn chỉnh hơn. Tôi sẽ cập nhật cây này sau này. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm ơn đã theo dõi.